Trước khi dùng sản phẩm DT39 thì chúng tôi sẽ quay cho các bạn xem cái tình trạng của cây măng cụt. Đây, nó chưa phát đọt các bạn nhé. Này, cây nó đang lì, chưa phát đọt. Nhưng bác nào gặp tình trạng mà trồng cây không phát đọt ấy, thì chúng ta sẽ dùng sản phẩm kích rễ này, DT39 này, để giúp cây nhanh phát đọt và nhanh làm trái đối với cây trồng các bác nhé. Đây, các bạn xem này, nó chưa có đọt nhé. Còn đây là cây chôm chôm. Đó. Các bạn thấy đọt rất là vàng, rất là yếu rồi. Đọt rất chậm. Rất ít đọt. Và tôi sẽ tưới thực tế cái sản phẩm DT39 này để cho các bạn xem và đối chứng sau 1 tuần, 2 tuần thì cái chất kích rễ này nó tác động vào cây trồng chúng ta như nào. Thì mời các bạn đón xem. Sản phẩm DT39. Đây là cái nắp đong này là 100ml các bạn nhé. Thì tôi dùng khoảng nửa nắp, nửa nắp là khoảng 50g đến 60g cho cái thùng nước 20 lít này. Đấy, theo cáo sản xuất là chúng ta dùng là 500g cho 200 lít nước, 50g cho 20 lít nước. Thì cái xô này 20 lít tôi sẽ dùng là 50g. Rồi, đổ vào đây nhé. Đối với sản phẩm DT39 thì các bạn thấy là nó có rất nhiều màu sắc, màu vàng, màu đen, màu trắng, màu đỏ. Đó là sản phẩm rất đầy đủ dinh dưỡng, chất kích rễ, NPK và một số cái thành phần dưỡng rễ như là humic, fulvic, amino, chất kích phát tố, NA, GABA. Kinh nghiệm nếu các bạn mua chất kích rễ trên thị trường mà mở ra nó chỉ có một màu ấy, thì sản phẩm chưa tốt nhé. Các bạn mở gói sản phẩm ra mà nó có nhiều màu khác nhau ấy, thì nó đầy đủ dinh dưỡng cho cây trồng mới là sản phẩm tốt. Đó là cái nhận biết để chia sẻ cho các bạn. Chúng ta sẽ quấy đều nhé. Sản phẩm kích rễ DT39 này thì tan rất nhanh và không để cặn. Tan hết nhé. Thì khi chúng ta pha ra nó có màu nâu đen như này. Thì đối với cái cây nhỏ như này thì chúng ta sẽ dùng khoảng tầm 2k này, 1k lít rưỡi, 2-3k thì các bạn. Đấy, chúng ta sẽ đổ vòng quanh tán đất xa gốc cây một tí, 2k như này. Cây măng cụt này chúng ta sẽ dùng khoảng 3k, 4k các bạn nhé, là 6 lít, k lít rưỡi. Sau khi chúng ta tưới xong sản phẩm kích rễ DT39 thì chúng ta sẽ tưới thêm nước ướt đẫm vào sau khoảng 8 tiếng hoặc một ngày sau chúng ta sẽ xả thêm nước vào nha các bạn. Còn nếu nó mưa thì thôi chúng ta không phải xả. Thì sau khoảng 1 tuần sau chúng ta sẽ tưới thêm một lần DT39 cho cây trồng chúng ta để giúp cây nhận đầy đủ chất dinh dưỡng, chất kích rễ, NPK tổng hợp và một số chất dễ hấp thụ cho cây trồng. Khi mà DT39 kích ra rễ thì cây trồng sẽ nhận được những NPK và dưỡng chất đầy đủ cho cây trồng. Sau 10 ngày tới kích rễ DT39 thì cây măng cụt nó đã bung đọt thế này. Đọt bung rất là mạnh, bung đều các bạn nhé. Trước đó thì cây này rất là suy, khó ra đọt. Và khi tưới DT39 kích rễ bên dưới, rễ ra nhiều thì bên trên sẽ bung đọt. Và tôi sẽ tưới tiếp lần 2 sau 7 đến 10 ngày để kích rễ mạnh hơn nữa, giúp cái lá chúng ta nó sẽ ra to khỏe hơn nữa, tăng đề kháng. Các bạn sẽ dùng 50g DT39 pha cho 20 lít nước. Và khi các bạn mua sản phẩm DT39 thì rất nhiều màu sắc các bạn nhé.
màu trắng, màu nâu, màu vàng, màu đen. Các bạn mua sản phẩm kit rễ mà chỉ có một màu thì nó sẽ không hiệu quả bằng nhiều màu. Nhiều màu nó nhiều chất dinh dưỡng, đầy đủ chất dinh dưỡng cho cây trồng. Sản phẩm DT39 tan rất là nhanh và không để lại cặn. Đó là điểm khác biệt các thuốc khác trên thị trường. Chúng ta sẽ quây đều. Với cây măng cụt này, chúng ta sẽ dùng 40k này. K này khoảng 1,5 lít. Tới vòng quanh tán đất. Chúng ta không cần tới vào gốc cây còn nha. Tới xa ra tại vì rễ tơ nằm bên ngoài. Rễ ăn phân, ăn thuốc á. Chúng ta sẽ dùng 3K này, 4K này là 6 lít. K này 1,5 lít. Chúng ta sẽ tới vòng quanh tán đất của cây măng cụt này. Và tôi sẽ quay cập nhật sau 10 ngày tiếp theo cái chất kit rễ DT này tác động với cây trồng cây măng cụt là như nào. Đây là lá cây măng cụt, nó mở ra, lá nó xanh dày sau 10 ngày tiếp theo. Lá rất là đều ạ. Lá rất to xanh dày nhé. Sau khi tưới 2 lần mà cái phân bón kích rễ DT39 còn đây là cây chôm chôm. Đó. Các bạn thấy đọt rất là vàng, rất là yếu rồi. Đọt rất chậm. Rất ít đọt. 2-3K thì các bạn. Đấy, chúng ta sẽ đổ vòng quanh tán đất. Đấy, xa gốc cây một tí. 2K như này. Bắt đầu vào chăm cây mà cây còi cọc kém phát triển ấy mà không có to lớn bằng cây người ta thì các bác có thể tham khảo sản phẩm này. Chúng tôi đã nghiên cứu và cho dùng thực tế nên giá hiệu quả rất là cao và chia sẻ chi tiết cho các bác cách sử dụng. Sản phẩm có tên là DT39, kích rễ nhanh, ra rễ, ra đọt, lá to, dày, xanh, to cành, khắc phục hiện tượng cây bị vàng lá khô rễ. Cây vàng lá khô rễ rất là nhiều đúng không ạ? Và những bác trồng cây mà lá nó không to, không xanh, không dày ấy, mà ly đọt ấy. Ly đọt thì có nghĩa là cây không đủ cơi và cành sẽ không to được. Thì chúng ta sẽ lâu làm trái hơn so với người ta. Cho nên chúng ta phải bổ trợ sản phẩm DT39 kỹ rễ này vào này. Rất là quan trọng đối với cây mà phát triển như vườn ươm, cây con. Có được 1kg. Dùng tất cả cây trồng ngoài nhà, cây ăn trái, sầu riêng này, cam quýt này, rau màu này, phát triển rễ, phát triển đọt, cành. Chúng ta sẽ xem cái thành phần của DT39. Đăng ký là đạm là 4%, lân hữu hiệu là 10%, kali hữu hiệu 4%. Cái này NPK vừa đổ sau khi ra rễ thì nó có ngay NPK để giúp cây trồng hấp thụ to xanh dày lá. Ngoài ra thì sản phẩm bổ sung thêm trung vi lượng. Trung vì cây mà khi nó ra lá nó phải có trung vi lượng thì lá mới xanh dày được, mới tăng đề kháng được, hạn chế côn trùng cắn phá. Ở dạng che lát này, bo, magie, kẽm, những cái chất rất cần thiết cho cây trồng để xanh lá, dày lá. Và ngoài ra còn bổ sung thêm những cái phụ gia nữa,
kích phát tố kích thích tăng trưởng, đó chính là GABA, là kéo vào phần chiều dài. Cytokinin tham gia để cho nó phát triển kéo rễ phân nhánh, và NA các bạn kéo về ngang kích rễ. Ở đây nhà sản xuất đã tính toán và bổ sung vừa đủ, nếu bổ sung nhiều quá cũng không được, nó sẽ gây thành ức chế, không phải kích thích nhưng mà là ức chế nếu nhiều quá, còn bổ sung ít quá thì nó sẽ không hiệu quả, hiệu quả sẽ kém. Cho nên người ta tính toán là cái hàm lượng cân đối để giúp kích rễ, mở rễ, kéo và phân nhánh rễ, thì khi có rễ thì cây trồng mới ăn được phân, thì bên trên nó mới bung lá được các bạn nhé. Khi các bạn mà sử dụng phần kích rễ mà các bạn thấy là bên trên nó nhú đọt, chúng ta không cần đào đất ra, chúng ta cũng biết là rễ đang bắn ra rồi, là có hiệu quả rồi, thì nó mới nhú đọt. Thì nó phải có NA và GABA, cytokinin là ba cái chất là rất quan trọng để mà kích rễ, kích đọt. Sản phẩm này có thể là phun lên lá vẫn được các bạn nhé, để nó hỗ trợ kéo lá ra nhanh hơn. Những cái lá của chúng ta như sầu riêng này, cam quýt bưởi này, chanh này, một số cây khác ấy, nó có cái mắt ngủ. Nếu mà để tự cây ra được ấy, thì rất là chậm và cây rất là mất sức, không đủ năng lượng để ra. Cho nên khi chúng ta bổ sung cái sản phẩm này vào ấy, nó sẽ bổ sung thêm những cái chất hormone tăng trưởng như là GABA, NA mà trong cây có sẵn nhưng không đủ, chúng ta sẽ bổ sung ngoài vào, nó sẽ đánh bật cái mầm trời ngủ. Đặc biệt là sầu riêng thì các bạn quan sát là khi mầm trồi ngủ nó bung ra đều ấy, số lượng mà đọt trên cành nhiều ấy, thì cành nó sẽ to, nó như bộ máy ấy, nó hấp thụ quang hợp được nhiều thì nó trao đổi với chất các bạn, thì nó sẽ ăn được nhiều nước dinh dưỡng và nó thoát được lỗ vi khuẩn của lá. Bộ lá nhiều thì cành sẽ to, chúng ta sẽ nhanh làm trái và tăng đề kháng cho cây, hạn chế cây bị còi cọc phát kém phát triển. Cho nên cái nhóm NA GABA rất quan trọng nhé. Nhưng bác nào mà dùng sản phẩm chỉ có fumic không ấy, hoặc là amino hoặc NPK không ấy, mà không có chất này các bạn, nó sẽ kích rễ rất là kém. Có chất này vào ấy kích rễ mới được. Tôi chia sẻ các bác như thế để có tham khảo. Và khi những công ty bổ sung này vào ấy, thì giá thành nó sẽ đội lên hơn cao một tí, tại vì là cái chất này rất quan trọng để kích rễ. Và ngoài ra công ty có bổ sung NPK và dạng trung vi lượng và dạng che lát. Đối với bác nào mà làm vườn ươm, các bác không cần bổ sung NPK thì các bạn thấy là sau khi tưới DT39 này vào, cây vẫn rất tốt nhé. Mặc dù chúng ta không cần dùng thêm sản phẩm khác mà cây vẫn đủ dinh dưỡng để cung cấp cho cây to khỏe. Hướng dẫn sử dụng: pha 50g cho bình 16 lít hoặc 500g cho 200 lít nước. Nửa ký này 1 phi các bạn. 1 ký này là 2 phi nhé. Tưới sử dụng 3 lần cách nhau 7 ngày. 7 ngày tưới 1 lần. Sau khi cây nó mở lá, chúng ta tưới duy trì DT39 này là 20 ngày một lần. Và sau khi tưới DT39 thì chúng ta có thể là hỗ trợ bón thêm NPK hoặc phân hữu cơ hoặc trung vi lượng để cho nó tăng hiệu quả càng cao, cây càng có sức khỏe và ăn được nhiều hơn thì đọt bung nó càng mạnh, càng vượt được cái cây còi cọc, cây bị khô cành, khô đọt và tăng đề kháng, phát triển rất nhanh. Sau khi sùng sản phẩm TT39 này, đây là sản phẩm đã nghiên cứu thực tế và đã được ứng dụng trực tiếp trên cây trồng, có hiệu quả báo cáo rất là cao. Chúng tôi sẽ chèn những một số video mà đã sử dụng DT39 này tác động cây trồng như nào, thì mời các bác xem phần cuối video. Sản phẩm được đăng ký là của công ty trách nhiệm hữu hạn Diệp Gia, thành phố Hồ Chí Minh. Đây có số điện thoại phòng kinh doanh các bạn này. Và chúng ta sẽ nhìn cái bên trong đấy, phân bón kinh tế bên trong nhé, nó sẽ màu sắc như nào. Khi chúng ta nhận sản phẩm thì nó sẽ như này. Còn các bạn mua sản phẩm D39 ấy, trên thị trường mà nó không phải cái màu này ấy, thì không phải hàng nữa. Chúng ta nhìn tổng quan thì rất nhiều màu sắc và kích cỡ khác nhau, to nhỏ mịn, màu đen, màu vàng, màu trắng, màu nâu, rất nhiều, chứng tỏ rằng sản phẩm DT39 này nó đầy đủ dinh dưỡng, thiết yếu, cần thiết cho cây trồng. Mà nhà sản xuất đã bổ sung rất nhiều dinh dưỡng trong này.
Chúng ta quan sát là có thể nhìn thấy là màu đen là màu của Humic này, Fulvic này. Đó. Màu vàng Amino trong biển, tàu biển. Và NVK này, nhóm trung vi lượng ở dạng che lát, magie, kẽm, bo, canxi. Và một số nhóm là kích thích tăng trưởng, hormone, GABA, NA, cytokinin. Các bạn mua hàng phải có nhiều màu cái này, nhiều kích cỡ này, này thì nó mới đủ dinh dưỡng nhé. Nó tổng hợp trong này. Hiểu cây trồng thì nó sẽ tạo ra một sản phẩm chất lượng để giúp bà con nông dân chúng ta bỏ tiền ra chọn sản phẩm nó đáng đồng tiền. Đó. Giúp bà con nông dân chăm cây hiệu quả hơn đối với những cây nhỏ vườn ươm, cây mới trồng hoặc là cây phát triển nhanh để làm trái. Cảm ơn các bạn đã xem video. Các bạn thấy video tôi có ích cho chị thì các bạn tặng luôn like và chia sẻ video cho mình cùng xem, cũng như không biết mua hàng này ở đâu thì các bạn có thể mua sản phẩm qua shop online, số Zalo 0967 800 29. Các bác mà đại lý phân phối thì có thể liên hệ trực tiếp để mua những hàng này với giá tốt, số lượng để chúng ta phục vụ cho bà con nông dân, để bà con nông dân ra những đại lý mà ngay bên để chúng ta có thể mua cho nhanh. Các bạn mà mua sản phẩm kích rễ nhanh TV9 trên shop online thì các bạn sẽ được nhận chương trình khuyến mãi, mua càng nhiều thì càng được khuyến mãi nhiều. Giá sản phẩm mua một gói là 150.000, mua hai gói sẽ bao ship, còn mua một gói thì cước vận chuyển sẽ thêm 25.000 nữa là 175.000. Còn các bạn mua từ 5 gói